Elite D7 màu đen huyền bí sang trọng. Chất liệu PU bền bỉ, dễ vệ sinh. Chế độ massage High Air Olympus. Hai bộ con lăn vùng lưng, hông và cổ vai. Túi khí từ đầu đến chân co bóp liên tục, xoa tan đau mỏi. Một cải tiến đặc biệt chế độ massage rung tạo các rung động thẩm thấu. Nhiệt hồng ngoại kép carbon graphene, mức nhiệt an toàn 40 độ làm ấm cơ thể. Chế độ massage không trọng lực, giảm áp lực lên cột sống. Bản điều khiển cảm ứng bằng tiếng Việt với các phím tắt điều khiển nhanh, chỉ cần một chạm khởi động chính bài massage tự động. Loa Bluetooth thư giãn với âm nhạc êm dịu cho trải nghiệm thư giãn tuyệt vời. Ghế massage Elite D7, lựa chọn thông minh cho cuộc sống khỏe mạnh.